Đây rất là xấu nha các cô ơi, cô gài gài kéo cửa thôi giùm con cho anh em xịt thuốc giùm cái con. Đây là một cái kiểu như là cái khu chợ nhỏ thôi nè, đối diện với căn nhà là khu chợ lớn nè. Đây chỉ là một phần thôi. Xin chào quý vị khán giả, thì bây giờ anh em chuẩn bị tiến vào phun cái nguyên cái khu chợ nhỏ này nha cả nhà. Thì đây là khu chợ nhỏ, chỉ một phòng nhỏ nào đó thôi. Thì anh em đang tiến vào để phun thuốc nha cả nhà. Dạ con xin chào tất cả quý khán giả. Sau khi tụi con phun ở cái phường chính là một khu dân cư, thì hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2021, thì đối diện với khu dân cư đó thì có một cái khu chợ nhỏ. Thì mấy anh em ngừng xe lại để bắt đầu xuống máy, bắt máy vô bên trong để phun khu chợ. Nếu xong khu chợ rồi mấy anh em mới bắt đầu lên xe rồi đi di chuyển qua phường 3 nha cả nhà. Thì đối với khu chợ này mình đã phun đây là lần thứ 2, thứ 3 gì rồi. Cho nên thì mấy anh em cũng khá là biết cái sơ đồ mà để mình phun. Thì đến những cái nơi mình đã phun rồi thì phun rất là nhanh. Tại vì khu chợ đó cách đây một ngày, tối ngày hôm kia, thì chỗ đó là chỗ để mình lấy mẫu test Covid đó. Thì bữa nay họ sẵn phun ngay chỗ khu dân cư phường chính, rồi ghé ngang phun lại khu chợ đó. Thì cái ngày hôm nay là ngày ghi hình là ngày 8 tháng 7, là ngày chưa có giãn cách. Cho nên thì bà con vẫn còn đang sinh hoạt buôn bán bình thường. Thì video clip cả tuần sau mới được đăng tải lên. Cho nên là quý vị khán giả xem thì đừng có hiểu lầm và hoan hỷ bỏ qua những cái gì mà mấy anh em có nói sai hay là làm không đúng, thì mong quý vị khán giả góp ý thông cảm. Rồi bây giờ bắt đầu tụi con xuất phát về quận 3 nha cả nhà. Dạ con xin chào quý vị khán giả, thì mấy anh em tụi con vừa phun xong điểm đầu tiên nha cả nhà. Bây giờ mấy anh em đang di chuyển qua điểm thứ hai đó cả nhà, thấy không, dân tập trung rất là đông, kiểu như là sợ ngày mai là ngày giãn cách đó cả nhà, giãn cách tới 15 ngày rồi. Thì dân mình thì sống nhau đi mua đồ dự trữ để về nhà, sợ cái ngày giãn cách nó bị giãn cách thêm nữa, nên tập trung rất là đông ở tiệm tạp hóa. Dạ rồi, thì con trở lại với lại quý vị khán giả. Thì những cái clip như thế này con nghĩ là nên là về chèn những câu thoại vô để tâm sự cùng quý vị khán giả, cũng như là mình nói rõ hơn về những cái điểm đến, cũng như là mình nói rõ những cái nơi này tại sao lại là phun, rồi mình phun nơi này như thế nào, địa điểm ở đâu, thì nó sẽ rõ ràng cụ thể hơn là mình đưa những cái video clip hình ảnh cho cả nhà xem. Thì tiếp tục cái điểm này là ở quận 3, cũng như là cái điểm thứ hai trong ngày 8 tháng 7, cũng như ở khúc đầu clip cũng đã nói với lão khán giả rồi, thì nơi này thì cũng dăng hàng rào cách ly rồi. Thì đối với những cái ngôi nhà mà có những cái ca mà dương tính á, thì mấy anh em đưa cái súng, cái máy phun để vào xịt thẳng vô trong nhà luôn. Thì bây giờ khử khuẩn biết ở đâu có khuẩn phun ở đó nhiều một tí thôi, chứ thực sự phun ở ngoài không khí như vậy, cứ phun bừa vậy, kiếm cái chỗ cách ly, cứ kiếm chỗ nào mà dăng dây cách ly rồi bên ủy ban cho phép, cũng như là có những nơi ủy ban gọi qua để nhờ sự giúp đỡ thì tụi con qua phun. Thì cái ngày hôm nay thì được phun là 3 điểm.
Thì còn lại một điểm nữa thì quý vị khán giả sẽ được xem ở tập sau, vì tập này là đã đến đây là cũng đã mười mấy phút rồi, thì cũng mong tất cả mọi người quan hỷ bỏ qua. Thì giờ cứ một clip phun thuốc vậy tầm mười mấy phút thì cũng vừa rồi cả nhà ơi, chứ mà dài quá thì con sợ xem quý vị khán giả xem hơi bị dài. Đặc biệt cái hẻm này khác với lại cái điểm đầu tiên là mình ngồi trên xe bán tải mình phun. Bây giờ cái điểm này mình phải giác máy xuống vô mình vô hẻm mình phun rồi cả nhà. Thì đối với mà giác máy vô hẻm phun vậy thì có cái xe mà đẩy thuốc vô hoặc là xe gắn máy hỗ trợ chở bình thuốc vô. Đặng anh em hết rồi hạ máy xuống tại dưới đất rồi mình bắt đầu mình châm nước vô luôn. Chứ đâu có thể nào mà vừa châm vừa phun như trên xe được đâu. Thì đó. Khi mà vô đi hẻm nào lớn thì đi 4 máy, hẻm nào mà vừa ngắn, hẻm cục thì đi 2 máy. Rồi chia nhau ra thay phiên, anh em nào mệt rồi bắt đầu đổi anh em khác. Thì 4 máy vô hẻm chính, rồi bắt đầu có những cái xương cá rồi bắt đầu rẽ ra mỗi người một hẻm. Rồi xong mới đầu ra hẻm lớn bắt đầu phun tiếp dài dài phun ra ngoài đường lộ để nó bắt đầu đi qua những cái khu cách ly khác. Đó, giống như khu vực cách ly này mấy anh em đang tiến vô, thì trước khi mà vô vậy thì phải phun một lớp xương ở ngoài cũng như là phun lên cơ thể mấy anh em hết rồi. Đặc biệt là sư phụ ổng cực kỳ song pha, phải nói là khi mà đi đến những vùng này mà mấy anh em đặc biệt lo sư phụ rất nhiều. Tại vì khi mà vô trong đó người ta thấy cái cấm cái hàng rào thôi người ta đã sợ rồi. Sư phụ ông cứ xông pha vô. Thì đối với tập sau cả nhà nhớ đón xem. Thì cũng trong ngày hôm nay luôn thì bên hội thiện nguyện BDS chúng con có hỗ trợ một ca F0 phun thuốc cái nhà đó, cũng như là phun thuốc cho cái người bị F0, rồi đưa đồ bảo hộ đồ cho người F0 đó để đi ra ngoài xe để chở về trung tâm cách ly. Thì cái quá trình mà đưa đồ cũng như nói chung là tiếp xúc giữa mình và F0 thì cái vấn đề đó là lúc nào sư phụ cũng song pha, sư phụ là người đi đầu, sư phụ vô tiếp cận. Thì khi mà tiếp cận thì đặc biệt là rất là nhiều cái công đoạn để mình bảo hộ cho sức khỏe mình, giống như là đồ khi mà mình tiếp cận không mình vẫn thay, khi mình vô mình tiếp cận phải mang hai cái bao tay, rồi mình phun thuốc lên tay, phun thuốc lên mình, rồi mình phun thuốc lên những cái vật dụng của cái người F0 đó bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài xe nữa. Thì cái xe đẩy giống như vậy nè quý vị khán giả, thì cái xe đẩy này là mình đẩy đi vô trong mấy con hẻm rất là tiện, để mình khi mà hết thuốc là mình châm liền. Ngoài ra thì khi mà ra ở đầu hẻm thì mình cũng phun với một cái diện tích rộng để những cái căn mà gần con hẻm đó cũng đảm bảo được sự an toàn. Thì dạ kính thưa quý khán giả, tiếp theo đây là cũng một cái khu phố nữa. Thì trước khi vô phun thì có một chiếc xe gắn máy là mấy anh team hay hoặc là con cũng như mấy anh em ai là bất cứ ai rồi mình chạy xe gắn máy vô trong để mình khảo sát tình hình ở trong, cũng như là mình kêu bà con mình vô trong nhà đóng cửa, và ai còn đi ngoài đường thì bước vô trong lề. Có những người ta đi lỡ dở đưa ngoài đường á thì người ta đâu có về trong nhà kịp. Rồi và đây là cái khu chợ tiếp theo ở trong cái khu phố 1 hồi nãy có quay các bạn cho quý khán giả xem. Thì cái khu chợ này cũng khá là dài, chia ra được 4-5 cái xương cá gì đó. Thì bây giờ anh em quýnh từ bên trái quýnh qua, thì quýnh từ đầu chợ quýnh tới cuối chợ. Bên chợ thì chợ ở giữa, hai bên thì có hai cái con đường đi, thì mỗi bên thì chia 2 máy đó. Phun nói chung về phun những cái khu chợ này là phải chỉnh cái chế độ cho thuốc nó dày dày một tí để diệt khuẩn cho nó tốt, tại vì khu này cũng không có người dân cho nên thì cái thuốc này nó cũng không có ảnh hưởng mấy, cho nên thì phun gọi như là gần số 5 rồi, số 5 là maximum của cái máy phun thuốc rồi. Thì mấy anh em cứ phun hết khu chợ này rồi bắt đầu tiến thẳng về quận 3 nha cả nhà.
cái chợ này cả nhà nhìn cũng thấy sau khi đóng cửa thì cũng còn rất là nhiều vật dụng của bà con buôn bán còn để lại, cho nên thì vi khuẩn vẫn tích tụ ở rất nhiều ở đâu đó. Khi mình chất đồ đóng lên thì cái chỗ này là mình để bơm thuốc cho thêm đó cả nhà. Thì giống như khu chợ đường dài thì mình để bình thuốc ở giữa chợ, thì mấy anh em tản ra phun từ đầu chợ tới giữa chợ là đã hết thuốc, thì tới đó bơm thuốc xong rồi phun từ giữa chợ cho tới cuối chợ đó. Thì theo cái chỗ mà mấy anh em làm có nhiều cái chiến thuật khác nhau, thì khu chợ này cũng vậy. Khi mà đi tới qua khoảng 3/4 của đoạn chợ thì có những cái xương cá, những con hẻm, thì buộc anh em phải rẽ ra một máy, còn lại một máy là phun ở tiếng chợ thôi. Có nghĩa là hai máy hai bên chợ ở giữa, rồi còn thêm hai máy những con hẻm nữa, là tổng cộng 4 máy. Thì khi mà đi trên con đường phun như vậy thì nếu mà được có dư người thêm người thì có một người sẽ cầm cái đèn đi chung với lại cái anh mà phun thuốc thì nó sẽ an toàn hơn. Tại vì cơ bản ảnh đội cái đó mà phun thuốc lúc nào cũng bám trên cái chỗ cái kiến mà chống giọt của ảnh thì ảnh không có thấy đường. Cầm cái đèn theo thứ nhất là hỗ trợ ảnh nhìn đường, rồi nhìn những cái tuyến hẻm nào mà ảnh không thấy được còn sót, cũng như là điều động bà con bước vào trong nhà. Khi mà mình đi vậy đó mình dễ nói chuyện với là bà con hơn. Còn cái anh mà dắt thuốc á thì ảnh sẽ không có nói chuyện được với lại người dân. Và cái nhất thứ hai là cái máy kêu quá ồn, cho nên là mình đi theo mình hỗ trợ là một điều cũng rất là cần thiết. Thì con mời quý vị khán giả tiếp tục đón xem tập tiếp theo ở quận 3. Mấy anh em phun ở quận 3 thì nơi đó có một ca Covid F0, sư phụ tiếp cận cũng khá là nguy hiểm. Thì con cũng đã có ghi lại một đoạn hình ảnh ngắn để cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem tiếp tập sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những video clip tiếp theo nha.